Mực là một loại hải sản được rất nhiều người yêu thích bởi hương vị thơm ngon và khả năng chế biến được vô số các món ăn khác nhau. Chưa kể, mực cũng dễ dàng trong việc phối với nhiều loại thực phẩm khác nữa nha. Nếu là một người sành ăn, chắc hẳn bạn sẽ không thể bỏ lỡ cơ hội cùng với Blog ẩm thực đi khám phá những món ăn ngon nhất chế biến từ mực ngay bây giờ đâu nhỉ. Một, mực hấp tươi. Món ngon từ mực với cách chế biến đơn giản nhất. Ăn mực hấp tươi bạn sẽ cảm nhận được trọn vẹn vị giòn ngọt từ mực. Bên cạnh đó, mực hấp tươi còn mang lại cho bạn rất nhiều lợi ích sức khỏe. Mực chứa rất nhiều chất dinh dưỡng và các loại vitamin như là B2, B12, phosphor, đồng và selenium, có chức năng giúp cơ thể hấp thụ và sử dụng sắt, giúp giảm chứng đau nửa đầu, củng cố xương và răng và tốt cho tim mạch. Nếu bạn muốn món mực hấp có thêm hương vị, thì bạn có thể nêm nếm hoặc là ướp mực với một số loại gia vị như là đường, muối, hạt nêm để tạo thêm độ thơm ngon cho món ăn này bạn nhé. 2. Mực tươi chiên giòn. Món ngon từ mực phổ biến. Mực tươi chiên giòn là một món ăn khá phổ biến được làm từ mực, xuất hiện tại những quán ăn hay là những bữa cơm gia đình tại Việt Nam. Mực sẽ được chế biến sạch sẽ, sau đó cắt thành những khoanh vừa ăn rồi được tẩm bột chiên giòn và đem chiên cho vàng đều. Khi ăn món mực chiên giòn này thì bạn sẽ cảm nhận được vị mực dai dai kết hợp cùng độ giòn tan của bột, tất cả tạo nên một món ăn vừa độc đáo vừa ngon miệng. Ăn mực chiên giòn kèm theo tương ớt hoặc là tương ca là ngon hết sảy. 3. Mực tươi chiên mắm tỏi. Menu món mực ngon miệng. Khác với món mực tươi chiên giòn thì món mực tươi chiên mắm tỏi không phải chiên mực với bột mà sẽ ướp mực với hỗn hợp mắm tỏi, sau đó chiên trực tiếp ở trên chảo dầu. Mực tươi chiên mắm tỏi cho bạn cảm nhận được hương vị mặn mặn mà lại độc đáo của mắm tỏi kết hợp cùng vị ngọt dai của mực. Chắc chắn một khi bạn đã thưởng thức món ăn này thì bạn sẽ khó mà quên được hương vị của món ăn từ mực này đấy. 4. Mực xào sa tế. Cách chế biến mực mới lạ. Nếu bạn đang ngán đến món mực xào dưa leo hay là mực xào dứa thì hãy thử ngay món mực xào sa tế mới toanh này nhá. Khi ăn mực xào sa tế, bạn sẽ cảm nhận được hương vị tươi ngon và dai giòn của mực hòa quyện cùng vị cay nồng của sa tế. Chắc chắn đây sẽ là một món mực hấp dẫn khiến bạn khó mà quên được hương vị của nó. 5. Thơm ngon và đẹp mắt với mực nhồi thịt chiên giòn. Với mực nhồi thịt chiên giòn thì trong thân mực sẽ được nhồi cùng các hỗn hợp như là thịt, nấm hương, mộc nhĩ. Sau đó chiên giòn trên chảo rau cho mực vàng đều. Thành phẩm của mực nhồi thịt chiên giòn rất là đẹp mắt, hương vị thì thơm ngon và còn rất bổ dưỡng nữa đấy. Khi ăn món mực này, bạn sẽ cảm nhận được vị dai dai giòn giòn của mực chiên kết hợp cùng hương vị ngọt thơm của thịt heo cùng với nấm hương và mộc nhĩ. Món mực nhồi thịt chiên giòn này không chỉ thơm ngon mà còn mang lại cho bạn rất nhiều lợi ích sức khỏe. Từ mực và nấm hương cũng như giúp ngăn ngừa viêm khớp, giảm chứng đau nửa đầu và tốt cho tim mạch. 6. Món nhậu từ mực. Mực dìm tỏi ớt. Mực dìm tỏi ớt có lẽ là một món ăn không còn quá xa lạ với chúng ta, vì có thể bắt gặp món ăn này ở bất cứ quán ăn hay là nhà hàng hải sản nào có các món về mực. Mực dìm tỏi ớt này có hương vị cay nồng, độc đáo của tỏi ớt kết hợp cùng hương vị dai giòn của mực, tất cả hòa quyện với nhau tạo nên một món ăn vừa thơm ngon vừa độc đáo. Mình chắc chắn sẽ khiến bạn muốn ăn đi ăn lại rất nhiều lần đấy nhá. 7. Mực ống hấp gừng. Món ngon từ mực dễ làm. Gừng là một loại thực phẩm rất giàu các chất dinh dưỡng như vitamin C, vitamin B và các hợp chất khác, giúp mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe như là hạ huyết áp, phòng chống tiểu đường, giảm viêm. Khi kết hợp gừng với mực cho món mực ống hấp gừng sẽ giúp tạo nên một món ăn vừa thơm ngon đậm vị, lại vừa mang lại rất nhiều tác dụng cho sức khỏe của bạn. 8. Mực xào cà ri. Cách chế biến mực độc đáo. Nhắc đến các món ngon từ mực thì có lẽ rất ít người có thể nghĩ đến món mực xào cà ri độc đáo này. Với món ăn từ mực này thì mực được chế biến sạch sẽ được tẩm ướp bột cà ri và xào cùng với dưa chuột, nấm, ớt chuông, hành lá. Khi thưởng thức món ngon từ mực này, bạn cảm nhận được hương vị của cà ri thơm nồng. Những miếng mực được tẩm cà ri khi ăn sẽ mang lại một hương vị đậm đà, giòn tan và thơm ngọt. 9. Canh chua mực. Món canh thanh mát từ mực cho ngày hè nóng bức. Canh chua mực có lẽ là một món ăn khá mới mẻ đối với nhiều người, nhưng đây lại là một món ăn có hương vị khá thơm ngon và độc đáo đấy. Món canh chua mực này chắc chắn sẽ không thể thiếu được cái vị chua chua ngọt ngọt
của nước dùng kết hợp cùng những miếng mực giòn ngọt và tươi ngon. Tất cả tạo nên một món ăn sẽ để lại hương vị khó quên sau khi thưởng thức. Ngoài ra, trong món canh chua mực này còn chứa cả chua và dứa. Đây là những thực phẩm chứa hàm lượng lớn vitamin C, có tác dụng rất tốt cho việc phòng chống oxy hóa, đồng thời ngăn ngừa các gốc tự do gây ung thư và làm tổn hại các hệ thống cơ thể. Thấy rằng mực là một loại thực phẩm giàu dinh dưỡng, có thể chế biến rất nhiều món ăn ngon từ mực. Với những chia sẻ của blog ẩm thực ở trên đây, chúc các bạn tìm được món ăn ưng ý nhất để có thể thực hiện nấu cho bản thân cũng như gia đình thân yêu của mình thưởng thức nhé. Các bạn thấy những món ăn ngon mà blog ẩm thực vừa cung cấp như thế nào? Có thể để lại bình luận ở bên dưới để chia sẻ nhé. Còn bây giờ thì đừng quên nhấn like, share và theo dõi ủng hộ kênh. Các bạn có thể xem thêm những video liên quan, chỉ cần nhấn vào video ở bên trái và bên phải của màn hình nhé.